viên trường tiểu học Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Cô rất vui được gặp các em trong tiết toán hôm nay với chủ đề ôn tập về số thập phân, số đo đại lượng. Và trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập nhé các em. Tiết học này giúp các em biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân. Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng. Biết quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, đo thể tích. Chuyển đổi các số đo diện tích, số đo thể tích. Biết quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian. Và trước tiên chúng ta sẽ ôn tập về số thập phân. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 150. Bài tập thứ nhất, đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó. Các em hãy cùng cô thực hiện bài tập này. Trước khi thực hiện bài tập, cô nhắc lại cách đọc số thập phân. Muốn đọc số thập phân, ta đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân. Số thứ nhất được đọc là 63,42. Phần nguyên gồm 60, 3 đơn vị. Phần thập phân gồm 4/10, 2%. Số thứ hai được đọc là 99,99. Phần nguyên gồm 90, 9 đơn vị. Phần thập phân gồm 9/10, 9%. Số thứ ba được đọc là 81,325. Phần nguyên gồm 80, 1 đơn vị. Phần thập phân gồm 3/10, 2% và 5/1. Số thứ tư được đọc là 7,081. Phần nguyên gồm 7 đơn vị. Phần thập phân gồm 0/10, 8% và 1/1. Chúng ta vừa ôn cách đọc số thập phân. Cô và các em tiếp tục ôn về cách viết số thập phân qua bài tập số 2. Viết số thập phân có câu A, 8 đơn vị, 6/10, 5%, tức là 8 đơn vị và 65%. Bài B, 72 đơn vị, 4/10, 9%, 3/1, tức là 72 đơn vị và 493/1. Câu C, 0 đơn vị, 4%. Cô mời các em làm bài tập vở. Các em hãy cùng cô thực hiện bài tập này nhé. Bài tập A. Trước khi thực hiện bài tập thì cô nhắc lại cách viết số thập phân. Muốn viết số thập phân thì chúng ta viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân. Thì ở bài tập thứ nhất, 8 đơn vị thì phần nguyên cô viết chữ số 8, sau đó cô viết dấu phẩy. Và phần thập phân 6/10 thì cô viết chữ số 6 ở hàng phần 10. Và 5% thì cô viết chữ số 5 ở hàng phần trăm. Vậy 8 đơn vị, 6/10, 5% được viết là 8,65. Tương tự như vậy, bài tập B, 72 đơn vị thì chúng ta viết phần nguyên là chữ số 7 và chữ số 2, sau đó ta viết dấu phẩy. Và 4/10 chúng ta viết chữ số 4 ở hàng phần 10. 9% chúng ta viết chữ số 9 ở hàng phần trăm. Và 3/1000 thì chúng ta viết chữ số 3 ở hàng phần nghìn. Vậy 72 đơn vị, 4/10, 9%, 3/1000 được viết là 72,493. Bài tập C, thì chúng ta viết phần nguyên là chữ số 0, sau đó ta viết dấu phẩy. Và các em thấy trong bài tập không nói đến hàng phần 10 thì chúng ta viết chữ số 0, và 4% thì chúng ta viết chữ số 4 ở hàng phần trăm. Các em đã hoàn thành bài tập với các em. Cô tin rằng các em hoàn thành tốt bài tập này. Chúng ta tiếp tục ôn tập về so sánh số thập phân qua bài tập 5. Các em mở sách giáo khoa trang 151.
Bài tập yêu cầu chúng ta hãy điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp vào các chỗ chấm. 78,6 so sánh với 78,59. 9,478 so sánh với 9,48. 28,300 so sánh với 28,3. 0,916 so sánh với 0,906. Cô mời các em làm bài vào vở. Chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập này. Trước khi thực hiện bài tập, cô nhắc lại cách so sánh hai số thập phân. Trước tiên chúng ta so sánh phần nguyên. Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì chúng ta tiếp tục so sánh đến phần thập phân. Bài tập thứ nhất, các em thấy cả hai số có phần nguyên đều là 78 đơn vị. Chúng ta tiếp tục so sánh đến phần thập phân. Ta thấy 6 phần 10 lớn hơn 5 phần 10 nên 78,6 lớn hơn 78,59. Bài tập 2, tương tự như vậy, ta so sánh phần nguyên. Cả hai số có phần nguyên là 9 đơn vị. Chúng ta tiếp tục so sánh đến phần thập phân. 4 phần 10 bằng 4 phần 10. 7% bé hơn 8% nên 9,478 bé hơn 9,48. Bài tập thứ 3, chúng ta biết dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm này là dấu bằng. Vì đối với số thập phân, ta có thể bỏ những chữ số 0 bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của nó không thay đổi. Nên 28,300 bằng 28,3. Tương tự như vậy, bài tập thứ 4, 0,916 sẽ lớn hơn 0,906. Chúng ta vừa ôn tập về số thập phân. Cô trò mình tiếp tục ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Em mở sách giáo khoa trang 152. Bài tập 1A, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau. Thì các em nhìn vào bảng đơn vị, các em thấy trước tiên chúng ta sẽ tìm những đơn vị lớn hơn mét, sau đó ta tìm những đơn vị bé hơn mét, và chúng ta tìm quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau. Thì đơn vị lớn hơn mét là đề cao mét, lớn hơn đề cao mét là mét tô mét, lớn hơn mét tô mét là ký tô mét. Những đơn vị bé hơn mét là đề xi mét, cm và mm. Các em hãy cùng cô đọc lại tên các đơn vị đo độ dài: km, hectomet, decamet, mét, decimet, centimet và mm. Thì các em biết 1 mét bằng 10 decimet vì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, và 1 mét bằng 0,1 decamet vì đơn vị bé bằng 1 phần 10 đơn vị lớn hơn tiếp liền. 1 phần 10 dưới dạng số thập phân là 0,1. Các em hãy tiếp tục điền vào các chỗ trống còn lại để hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài này. Cô mời các em làm bài vào vở. Chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập nhé các em. 1 km bằng 10 hectomet. 1 hectomet bằng 10 decamet bằng 0,1 km. 1 decamet bằng 10 mét bằng 0,1 hectomet. 1 decimet bằng 10 cm bằng 0,1 mét. 1 cm bằng 10 mm bằng 0,1 decimet. Là 1 mm bằng 0,1 cm. Chúng ta tiếp tục thực hiện bài tập 1B, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Thì các thấy bảng đơn vị khối lượng gồm tên các đơn vị đo khối lượng là tấn, tạ, yến, kg, kg, đề kg, gam. Các em hãy cùng cô tìm quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau. Các thấy 1 kg bằng 10 kg vì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, và 1 kg bằng 0,1 yến vì đơn vị bé bằng 1 phần 10 đơn vị lớn hơn tiếp liền,
1/10 viết dưới dạng số thập phân là 0,1. Dựa vào cách làm này, các em hãy tiếp tục điền vào các ô trống còn lại để hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng. Cô mời các em làm bài. Chúng ta thực hiện bài tập nhé các em. 1 tấn bằng 10 tạ. 1 tạ bằng 10 yến bằng 0,1 tấn. 1 yến bằng 10 kg bằng 0,1 tạ. 1 hectogram bằng 10 đề ca gam bằng 0,1 kg. 1 đề ca gam bằng 10 gam bằng 0,1 hectogram. 1 gam bằng 0,1 đề ca gam. Thì các em thấy qua hai bài tập trên thì trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc đơn vị đo khối lượng, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Các em cố gắng ghi nhớ nội dung này nhé. Cô trò mình tiếp tục sang một nội dung mới nữa là ôn tập về đo diện tích. Các em mở sách giáo khoa trang 154. Bài tập thứ nhất, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Thì đây là bảng đơn vị đo diện tích. Các em hãy đọc các tên các đơn vị đo diện tích cùng cô. Km vuông, hectomet vuông, đề ca mét vuông, mét vuông, đề cm vuông, cm vuông và mm vuông. Các em hãy điền số thích hợp vào những chỗ chấm này để hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích. Cô mời các em làm bài. Các em hãy nhìn lên màn hình kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa các em. 1 km vuông bằng 100 km vuông. Vì đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 1 km vuông bằng 100 đề km vuông bằng 1/100 km vuông. 1 km vuông bằng 1/100 km vuông vì đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn hơn. 1 đề ca mét vuông bằng 100 mét vuông bằng 1/100 hecto mét vuông. 1 mét vuông bằng 100 đề xi mét vuông bằng 1/100 đề ca mét vuông. 1 đề xi mét vuông bằng 100 cm vuông bằng 1/100 mét vuông. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông bằng 1/100 đề xi mét vuông. Và 1 mm vuông bằng 100 cm vuông. Các em chú ý, khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị là hecta, ký hiệu là ha. Vậy 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông? Các em nhìn vào bảng đơn vị đo diện tích để cho cô biết rằng 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông. Để thực hiện được thì các em biết là 1 hecta bằng 1 hecto mét vuông. Thì 1 hecto mét vuông bằng 100 đề ca mét vuông bằng 10.000 mét vuông, nên 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Và trong bảng đơn vị đo diện tích, các em thấy đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền và đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Các em cố gắng ghi nhớ nội dung này để chúng ta làm bài tập nhé. Bài tập 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề cm vuông bằng bao nhiêu cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông. 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề gam mét vuông. Cô mời các em làm bài vừa mở. Chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập nhé các em. 1 mét vuông bằng 100 đề cm vuông bằng 10.000 cm vuông bằng 1 triệu mm vuông. Thì các em thấy nè,
10.000 cm², chúng ta thực hiện bằng cách lấy 100 nhân với 100 bằng 10.000. Và 10.000 cm² bằng 1.000.000 m², ta thực hiện bằng cách lấy 10.000 nhân với 100 sẽ bằng 1.000.000. Bài tập thứ hai, 1 m² bằng 0,01 đề cao m². Cô tuyên dương những em đã hoàn thành bài tập này. Cô và các em tiếp tục ôn tập về đo thể tích. Em mở sách giáo khoa trang 155. Bài tập 1A, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Thì em nhìn vào bảng đơn vị đo thể tích, gồm tên các đơn vị đo thể tích là mét khối, decimét khối, centimét khối. Và đây là ký hiệu của mét khối, ký hiệu của decimét khối và ký hiệu của centimét khối. Chúng ta đi tìm quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau. Thì các biết 1 mét khối sẽ bằng 1.000 decimét khối. Vì đơn vị lớn gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Và bằng 1.000.000 cm khối. 1 decimét khối bằng 1.000 cm khối. 1 decimét khối bằng 0,001 mét khối. Vì đơn vị bé bằng 1/1.000 đơn vị lớn hơn tiếp liền. 1/1.000 viết dưới dạng số thập phương là 0,001. Tương tự như vậy, 1 cm khối bằng 0,001 decimét khối. Các em thấy trong bảng đơn vị đo thể tích này thì đơn vị lớn gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Và đơn vị bé bằng 1/1.000 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Chúng ta thực hiện bài tập 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 1 mét khối bằng bao nhiêu decimét khối? 7,268 mét khối bằng bao nhiêu decimét khối? 3 mét khối 2 decimét khối bằng bao nhiêu decimét khối? Cô mời các em làm bài vào vở. Em hãy cùng cô thực hiện bài tập này. 1 mét khối bằng 1.000 decimét khối. 7,268 mét khối bằng 7.268 decimét khối. Chúng ta thực hiện bằng cách lấy 7,268 nhân với 1.000 sẽ bằng 7.268. Bài tập thứ 3, 3 mét khối 2 decimét khối sẽ bằng 3.002 decimét khối. Chúng ta thực hiện bằng cách trước tiên chúng ta đổi 3 mét khối bằng 3.000 decimét khối. Sau đó em lấy 3.000 decimét khối cộng với 2 decimét khối sẽ bằng 3.002 decimét khối. Các em thực hiện đúng chưa các em? Cô tuyên dương những em đã hoàn thành tốt bài tập này. Cô trò mình tiếp tục ôn tập về đo thời gian. Các em tiếp tục lật sách sang trang 156. Bài tập 1A, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 1 năm bằng bao nhiêu tháng? 1 năm không nhuận có bao nhiêu ngày? 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày? 1 tháng có bao nhiêu ngày? Tháng 2 có bao nhiêu ngày? Cô mời các em làm bài vào vở. Các em hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu với kết quả bài làm của cô nhé. 1 thế kỷ bằng 100 năm. 1 năm bằng 12 tháng. 1 năm không nhuận có 365 ngày. 1 năm nhuận có 366 ngày. 1 tháng có 30 hoặc 31 ngày. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Cô tin rằng các em sẽ hoàn thành tốt bài tập này. Chúng ta tiếp tục thực hiện bài tập 1B, viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Một tuần lễ có bao nhiêu ngày? Một ngày bằng mấy giờ? Một giờ bằng mấy phút? Một phút bằng mấy giây? Cô mời các em làm bài vào vở. Các em hãy cùng cô thực hiện bài tập này. Một tuần lễ có 7 ngày. Một ngày bằng 24 giờ. Một giờ bằng 60 phút. Một phút bằng 60 giây. Các em đã làm đúng chưa các em? Cô Thiên Dương, những em đã hoàn thành tốt bài tập này. Bài tập này cũng đã khép lại tiết học hôm nay. Sau tiết học, các em cần cố gắng ghi nhớ một số nội dung sau. Muốn đọc số thật không? Ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân. Muốn viết số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Trước hết viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân. Trong bảng, đơn vị có độ dài hoặc đơn vị có khối lượng. Đơn vị lớn gấp 10 lần, đơn vị bé hơn tiết liền. Đơn vị bé bằng 1 phần 10, đơn vị lớn hơn tiết liền. Trong bảng, đơn vị có diện tích. Đơn vị lớn gấp 100 lần, đơn vị bé hơn tiết liền. Đơn vị bé bằng 1 phần 100, đơn vị lớn hơn tiết liền. Trong bảng, đơn vị có thể tích. Đơn vị lớn gấp 1.000 lần, đơn vị bé hơn tiết liền. Đơn vị bé bằng 1 phần nghìn, đơn vị lớn hơn tiết liền. Các em ở nhà xem lại bài và làm thêm cho cô bài tập 1 trang 151, bài tập 2 trang 152 và bài tập 1 trang 155 sách toán lớp 5. Tiết học đã kết thúc. Cô chào tạm biệt các em.